Hiện tại em đang ở riêng. Ở riêng là em ở nhà trọ. Dạ, nhà của em luôn. Nhà của em luôn. Trời ơi, ngon lành, đi qua làm coi ngân hàng. Nhà trai tôi có nhà riêng nha. Chào nhà trai, quá trời có điều kiện rồi. Nhà gái tôi ấm no hạnh phúc rồi nha. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời nhà trai. Ngồi đi em. Xin được mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Hồng Ngọc. Nguyễn Hồng Ngọc. Dạ đúng. Thôi Hồng Ngọc nói tiếp đi. Hồng Ngọc. Dạ. Em năm nay 32 tuổi. Sống và làm việc từ nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Hồng Ngọc? Em làm nhân viên ngân hàng. Ở đâu? Dạ em ở ngân hàng ở quận 5. Quận 5. Có ai nghe tên Hồng Ngọc người ta ngờ giống như anh không? Dạ, hồi đó ai cũng nghe vậy hết chứ. Nghe tên Hồng Ngọc cái nhớ mất mai cha cha thôi. Tên Hồng Ngọc thôi nhưng mà thật ra mạnh mẽ là đàn ông nha. Rồi, bây giờ mời nhà gái giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào cô chị Ngọc Lan, cùng chào các vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thủy ạ. Em năm nay 33 tuổi. Em hiện là nhân viên văn phòng ạ. Công việc của em là nhân viên mua hàng. Dạ, ở công ty mỹ phẩm. Em ở quận mấy em? Dạ em ở quận 9 ạ. Mình làm ở quận dạ quận 5. Quận 5, ở quận 5 luôn hả? Dạ em ở quận 6 làm việc ở quận 5. Dạ. Em ở quận 6 với ai? Hiện tại em đang ở riêng. Ở riêng là em ở nhà trọ. Dạ, nhà của em luôn. Nhà của em luôn. Trời ơi, ngon lành, đi qua làm ngân hàng. Nhà trai tôi có nhà riêng nha. Chào nhà trai, quá trời có điều kiện rồi. Nhà gái tôi ấm no hạnh phúc rồi nha. Được chưa? Được. Bây giờ nhà trai nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Thưa anh Quyền Linh, là ưu điểm của em thấy là mình cũng có khả năng độc lập nhiều, biết quản lý tài chính, có làm việc, có kế hoạch. Những cái kế hoạch định hướng trong tương lai là mình cố gắng nỗ lực để mình phấn đấu, mình đạt được những cái đó. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là cứ hơi trầm tính, ít nói, với lại cũng không có hay hiểu tâm lý của người khác, nên là không có... Trời ơi, đi làm tín dụng mà không hiểu tâm lý người khác. Không hiểu tâm lý bạn nữ rồi. Vậy hả? Tâm lý phụ nữ bây giờ là người ta không cần nói nhiều, cần bạn nam phải tự hiểu. Không nói thì mình hiểu một nẻo khác rồi sao? Thì giải thích sao? Dạ. Mà vấn đề là mình phải chịu khó giải thích. Trời ơi, mệt chi mệt vậy, nói cho hiểu cho rồi. Bây giờ nè, nhà gái cho nhà trai tôi biết ưu điểm khuyết điểm coi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em thấy em là người có tính hướng ngoại, hoạt bát, vui vẻ. Với lại em cũng thích giúp đỡ mọi người. Nãy em nói em sống ở đâu chị quên? Dạ em sống ở quận 9. Ở với ba mẹ luôn hả cưng? Dạ em ở một mình. Ở trọ hả? Dạ nhà em. Nhà em luôn, trời ơi, nhà gái tôi không có nhà riêng nha. Được. Hợp lý, hai người này ráp lại với nhau dư một căn nhà cho thuê là dư tiền luôn. Quá trời hợp lý. Trời ơi, chịu luôn. Hình nền của hai người này là hợp nhau. Giao diện rất là hợp đúng nhau. Đúng rồi. Em cho bên nhà trai biết đường tình duyên mình sao? Dạ, em hiện độc thân ạ. Thì đúng rồi, độc thân mới lên chương trình này chứ trời. Có mối tình nào dắt dai hay mấy mối gì đó? Chưa có mối nào. Tôi không có tin. Bởi không có lý do gì một người mà xinh xắn dễ thương có duyên vậy là độc thân mà không có mối nào hết trơn á. Là do làm sao cho anh chắc khó do hả? Hồi nhỏ thì đi học, lớn lên thì đi làm. Thế xong rồi bận làm ấy cũng quên. Nhưng mà nào giờ có mến ai không? Dạ chắc em nghĩ tình cảm thoáng qua thì chắc sẽ có đó. Kiểu giống như em hay ngưỡng mộ những người giỏi á. Mà ngưỡng mộ những người giỏi thì tức là cái tiêu chí của cổ rất là cao đó. Cao đó. Ngán chưa? Ê, nè tôi nói nhà trai tôi cũng giỏi lắm nha. Nhà riêng rồi, tự lập, tự chủ. Còn trong tình yêu không biết sao đây? Thì sao? Để hỏi coi. Dạ. Tình duyên em sao? Dạ thì trước giờ thì em cũng có hai mối tình. Một lúc còn đại học. Mấy năm? Dạ lúc cũng 2 năm. 2 năm rồi, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây cũng 2 năm, cũng lâu rồi. Lâu rồi? Dạ. Sao, lý do sao chia tay? Chắc là em không tốt, mình không đồng quan điểm với nhau thì... Em không tốt điều gì, em nhận ra em không tốt điều gì nè. Chắc hồi xưa là em cũng không có hiểu ý đối phương lắm. Không có tinh ý, không có hiểu đối phương muốn gì. Xong rồi cái càng ngày càng xong rồi hiểu lầm này nọ. Một người đàn ông nhận ra lỗi lầm mình là người đàn ông rất thích chi tiết này của bạn này. Nhận ngay từ đầu có lẽ là do mình không tốt cho nên là mình đánh mất đối phương. Thế nhà trai tôi cũng tốt. Rất dễ thương. Sao? Cái tiêu chí
về người yêu của em như thế nào nè? Dạ em không có tiêu chí gì đâu. Cái dòng mà không có tiêu chí mới khó đó. Dễ sợ luôn á. Bây giờ trong hình dung nè, có nào ngồi hình dung người yêu mình phải như thế này, cao ráo hay gì đó, hay là em có mến mộ một cái người nào đó nổi tiếng hay gì đó, thí dụ đi. Dạ con mến mộ chú Quyền Linh. Tôi nói cho mọi người nghe, cái người đàn ông này là cái người đàn ông mà làm cho người ta ế rất là nhiều. Tại vì người ta cứ đem này ra làm hình mẫu, mà bây giờ kiếm được ai như là ông Mai đây thì lấy đâu ra? Có nhiều người giỏi hơn tôi nhưng mà họ không có ra mặt thôi. Bớt giỏi lại được không? Không có đâu, nhiều người hơn tôi lắm. Thật ra nói chứ, ở bên nhà trai nói chứ đẹp trai hơn tôi nè. Đó, giỏi hơn tôi về KPI nè ha. Về học vấn hay về ngân hàng, về tiền tệ là cũng giỏi hơn tôi rồi đó. Đó, lấy mấy cái đó bù trừ thôi được không? Có gì để anh chỉ ra một vài cái mà về cái chiêu ha. Yeah. Rồi. Còn em thì muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Em chỉ cần mình gái là kiểu dễ thương rồi biết lo cho gia đình. Dễ thương thì yên tâm rồi đó. Dạ. Yeah. Lo gia đình thì tôi nghĩ chắc con người này cũng rất là ok. Dạ. Yeah. Chịu khó làm việc để xây dựng cho gia đình nhỏ. Làm việc khỏi phải lo luôn. Ở nhà riêng độc lập tự chủ luôn rồi. Yeah. Nhưng quan trọng nhất là cũng phải chung thủy. Chung thủy. Tới giờ chung người yêu là hiểu rồi đó. Chung thủy số 1 luôn. Dạ. Yeah. Tôi thay mặt nhà gái tôi dư sức rồi đó. Tôi đi qua quan sát tôi nói chuyện thấy dư sức rồi đó. Vậy là khỏe. Đúng rồi. Nhà gái đi ai? Dạ, em đi với mẹ. À, có mẹ. Trời, mẹ cười có hậu quá, gương mặt rất là phúc hậu. Bản sao nha. Bản sao luôn. Chào dạ. Nhà gái. Em xin chào MC Quyền Linh, với lại Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả đang xem. Đi với con lên đây là cũng mong cho con nó có được cái cặp đôi của nó, để sau này cháu nó sinh sống với nhau. Cũng cảm ơn chương trình đã chọn lựa đưa tới cho cháu. Thủy thì cũng bây giờ nó ở riêng, nó ở chung cư, chứ mà nó cũng ở riêng một mình, nó có hộ khẩu ở đây luôn rồi. Nhà mẹ cho hay là tự làm? Nói chung là cũng cháu nó cũng đã làm nữa. À, hai đứa giỏi trơn rồi đó. Thấy để tương lai coi được không? Thì thấy cháu trai bên này á thì cô thấy là cũng được, có công việc và có một sự phấn đấu. Nói chung là cuộc sống mà thì mỗi người nó có một cái khuyết điểm nhỏ nào đó, miễn sao các em là hòa đồng lại với nhau chứ không nhìn vào mà để được hết trọn vẹn thì cũng khó. Nhưng mẹ nói với Thủy là con hãy cô mở lòng mình ra. Dạ. Tại vì không ai hoàn chỉnh hết trong cuộc sống này. Mình đi với ai? Dạ, em đi với anh của em, anh đồng nghiệp. À, đồng nghiệp hả? Rồi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả. Dạ. Bạn này rất là dễ thương nên Ngọc cố gắng chinh phục. Cố gắng thể hiện những cái tài năng của mình để có chinh phục bạn đó. Coi như khách hàng đi ha. Cố gắng sao thuyết phục khách hàng hả? Dạ đúng rồi, phải dùng tương kế và tụ kế mình để chinh phục. Dạ. Cái này KPI quan trọng lắm á. Rồi, cảm ơn anh trai. Thôi, mở ra. Bắt đầu chuyện của em đó. Tiến tới đi em, khách hàng quan trọng lắm đó. Nào. Mời em. Dạ. Dễ thương quá. Cái này có món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. À, dạ, em cảm ơn. Bà chủ bán hàng nói con này là con mèo vui vẻ mà nhìn mặt nó lạ lắm. Dạ. Em thấy giống con mèo xíu tiền. Dạ, em cảm ơn ạ. Tiếp theo là em còn quà nữa, em nhận hết quà một món quà thứ hai anh muốn tặng em nữa. Thì người ta thường nói là dù mà hoa thì nó cũng sẽ tàn. Dạ. Những thứ khác thì mình cũng sẽ xài hết, nhưng mà cái này thì nó sẽ phát triển lên từng ngày tùy theo bản thân mình có chăm sóc nó hay không. À dạ dạ, rồi em cảm ơn ạ. Em tặng cái này cho anh cái cây ạ. Thì em nghĩ là tình yêu có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà sức khỏe thì có. Nên em nghĩ là cái cây này nó sẽ giúp vừa gọi là trung hòa không khí, với lại khi anh làm việc căng thẳng anh nhìn vô cây thì anh sẽ cảm thấy xả stress. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Hai bạn nói về cái cảm nhận khi mà chúng ta nhìn thấy nhau nè. Nhìn anh chứng chạc. Dạ. Thì còn anh thì cảm giác đầu tiên thấy là em cũng xinh xắn, dễ thương. Có thể giao tiếp cũng hoạt bát này kia, cũng tiếp xúc cũng nhiều. Cái đó là ấn tượng đầu tiên. Yeah. Em nghĩ là chắc do ảnh hưởng từ công việc của em. Em phải giao tiếp với nhà cung cấp nhiều quá, nên em sẽ linh hoạt hơn. Hãy nói cho nhau nghe về những yêu cầu của người vợ và người chồng trong gia đình như mình mong muốn. Thì theo anh thì anh cũng dễ tính, nghĩa là mình tôn trọng nhau thì đi đâu mình chỉ cần báo nhau biết trước như đó, về đúng giờ này kia.
mà dù có đột xuất thì phải nhắn trước để biết mình, để đỡ phải lo cho nhau. Dạ. Còn sống thì mọi người cũng phải phụ giúp nhau trong công việc, chứ không phải là một việc của ai người đó làm hết. Dù anh cũng có thể làm việc nhà, anh cũng biết nấu ăn một chút, thì anh sẽ phụ em làm những cái chuyện đó. Có những cái lúc anh tại công việc của anh, mà dù anh đi giao tiếp thì có thể là cũng có thể về trễ, thì cái đó thì không biết em có ok với chuyện đó hay không, hay là... Dạ, em nghĩ việc mà về trễ thì em cũng hay đi chơi với bạn tụ tập cũng về trễ hả? Nên em nghĩ việc về trễ không phải là vấn đề lớn à. Dạ, em thấy quan điểm của anh cũng khá hay à. Em thì không có quá nhiều yêu cầu về cho một người chồng tương lai đâu, chỉ là quan tâm chăm sóc gia đình là đủ rồi à. Dạ. Quan điểm về con cái, về kinh tế, bởi vì hai bạn đều làm ra tiền khá đó, vậy thì ai quản lý cái tiền đó, sử dụng tiền thế nào nếu chúng ta về chung một nhà? Con nghĩ tiền mà đưa cho một người giữ thì cũng không có hay lắm, nên có một quỹ chung và một quỹ riêng à. Rồi quỹ chung thì được sử dụng để chi tiêu chung, quỹ riêng thì mỗi người đều giữ, bởi vì lúc nào cũng sẽ có một gọi là một cái kế hoạch B cả. Cuộc sống thì mình không đoán trước được chuyện gì, thì đó là quan điểm về tiền bạc. Còn về con cái thì em nghĩ là thì sanh ra nuôi lớn chăm sóc thôi ạ. Nhưng mà em có kế hoạch là ví dụ mình muốn một đứa hay hai đứa hay là bao nhiêu như thế nào? Dạ em cũng chưa nghĩ tới về quan điểm cái tiền bạc của em thì cũng thấy cũng rất là giống anh, tại vì ví dụ đưa một người giữ thì có thể là xin gì cái đó, thì dù mình có thể là tạo một cái giống như tài khoản chung, ví dụ ai cũng biết hết, ai cũng quản lý được này kia, được hết này kia, nhưng mà khi có sử dụng đó thì có sự trao đổi là thống nhất cái những công việc đó thì mình mới sử dụng cái tiền đó. Nhưng mà có một cái quỹ chung đó thì hai bên tạo chung, bỏ chung cho đó mỗi tháng quy định, ví dụ mỗi tháng góp bao nhiêu tiền vào trong đó để dành những cái mục tiêu trong tương lai của mình. Dạ vâng ạ, phân tán rủi ro. Thôi bây giờ đứng lên đây, đứng đây. Dạ. Đây là trong giây phút để chúng ta giao lưu cái cảm xúc lẫn nhau. Dạ. Thì chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau đấy. Hãy trao nhau những cảm xúc đầu tiên và hãy nhìn sâu vào mắt đối phương xem đây có phải là hình ảnh mà mình đang hướng tới hay không. Em có rung gì đúng không? Dạ rung quá. Chưa bao giờ yêu ai mà. Thì anh thấy em cũng người xinh, rồi có cố gắng trong công việc, làm việc tốt kia, có kiến thức với lại có mục tiêu trong công việc. Dạ. Vậy với những cái thành khác thì có thể từ từ tìm hiểu thêm. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Còn cái gì mà nắm tay mà dày là chết rồi. Đâu nè, xoay bàn tay giùm tôi cái coi. Để đó. Gì nắm tay dày rồi. Dạ, dạ, rồi đây. Tôi muốn các bạn nắm tay hoài để cái cô ấy cảm nhận nhiều hơn ha. Rồi, bây giờ thì em có thể hát một đoạn nào đó không? Dạ, anh xin phép hát tặng em một bài. Dạ. Có người yêu chưa? Sao mỗi lúc tăng ca chẳng thấy ai đón đưa? Phải chăng là chưa tìm được ai giống như em muốn chọn lựa? Một người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hứa. Mai bên cạnh em sẽ chẳng bao giờ dối lừa. Quên em. Dạ vâng ạ. Rồi thôi về vị trí đi. Dạ vâng. Nãy giờ chúng tôi đã cố gắng kết nối thật nhiều ha. Các bạn đã nói chuyện với nhau cũng thật nhiều, cũng có chia sẻ của những người thân rồi. Nếu chúng ta cảm giác đây đúng là một nửa mảnh ghép của mình thì cho nhau cơ hội. Còn nếu như chúng ta thấy chưa đúng, chúng ta không cần bấm nút đó, để nút bấm đó nhường cho nhiều người khác, để không mất thời gian của nhau. Chúng tôi muốn thật sự các bạn bấm phải bằng trái tim của mình nha các bạn nha. Sau 3 tiếng đếm quyết định điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Lúc này chúng ta thật sự nắm tay nhau nào. Nào, bởi bạn ấy chưa yêu đương lần nào cả. Cái gì nó cũng phải từ từ, nó hơi chậm nhưng mà nó chắc đó. Bây giờ nè, có mẹ của bạn gái, em có thể nói giờ thưa bác, bác cho điều kiện, tạo điều kiện gì cho con hứa gì đó. Có người lớn nên nó dễ lắm. Dạ thưa bác. Dạ.
Thì cũng lần đầu gặp mặt thì con cũng chúc sức khỏe bác. Con mong bác là có gì sau này tạo điều kiện để hai đứa con có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Con sẽ cố gắng. Dạ, con cảm ơn. Con hứa sẽ về thăm bác nếu như... Được rồi, cháu trai yên tâm. Hồi nãy giờ mẹ đã bắt đầu, cụ Thủy đã bắt đầu cho bấm đèn xanh nhiều lắm rồi. Thì là có đèn xanh rồi đúng không cô? Có đèn xanh rồi. Có xin nhan hả cô? Có. Cô... Rồi, còn những việc tiếp theo là cô giao cho cháu trai. Dạ. Rồi. Em thì cũng khá là hoạt bát và lanh lẹ, hơi nóng tính và cũng hơi thẳng tính á. Mình thẳng tính quá, cái người khác ta đã mệt rồi. Em nóng tính nữa còn mệt hơn nữa đó. Dạ. Có nóng tính không? Có. Ly thân và ly hôn cách đây chắc khoảng 6-7 năm rồi đó. Em thì cũng nữa một lần à. Hồi trước ấy thì không bao giờ nghĩ chuyện lấy vợ rồi, nhưng mà đến như bây giờ ra có tuổi mình nghĩ đi, cảm giác mà sau này già sống một mình là mình thấy sợ sợ mà sống một mình. Anh chỉ mong ông vẫn như vậy thôi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Xin mời nhà gái. Dạ, mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Em tên là Mạch Thị Tuyết ạ. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê ở Thanh Hóa. Là em ở trong đây với ai? Em ở với gia đình của chị gái ạ. Làm công việc gì Tuyết? Dạ, hiện tại em đang làm tự do thôi ạ. Tự do hả? Dạ. Tự do là việc gì cũng có thể làm được đúng không? Cũng ổn anh ạ. Em chỉ làm tạm thời thôi. Tạm thời thôi. Dạ. Rồi, mời em trai. Em tên Trần Nhân Hậu. Em sinh năm 83. Em đến từ Yên Bái. Nhân Hậu hả? Giờ Hậu làm gì? Giờ em làm về bên nghề điêu khắc gỗ ở Hóc Môn ạ. Ừ, Hóc Môn. Mình ở Hóc Môn với ai Hậu? Đúng rồi, ở một mình nhưng mà em trông xưởng cho ông anh luôn, tức là ở làm đấy luôn. À, ở nhà của ông anh luôn. Dạ. À, làm cho ông anh luôn. Dạ. Hay à, cái này cũng hái ra tiền đó nha. Thuận lợi đó. Nghề điêu khắc này gỗ là hơi bị được á. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nào. Em thì cũng khá là hoạt bát và lanh lẹ. Chuyên môn thì thường là em hay buôn bán á, nên là cũng hơi lanh lẹ chứ. Lanh lẹ. Dạ. Vậy là bán gỗ được không em? Em cái gì em cũng bán được anh ạ. Rồi, mày mốt về em kia bán gỗ luôn. Rồi, khuyết điểm của mình? Hơi nóng tính và cũng hơi thẳng tính á. Dạ. Là nóng tính mà thẳng tính là mệt lắm á. Mình thẳng tính quá, cái người khác ta đã mệt rồi. Em nóng tính nó còn mệt hơn nữa đó. Dạ, em cảm ơn ạ. Ừ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Ưu điểm của em thì cũng nhiệt tình cho công việc, biết thương người. Biết thương người, có nóng tính không? Có. Nóng tính luôn? Trời ơi. Tính nha. Có thẳng tính không? Thẳng tính thì không thẳng tính, nhưng mà nhiều khi không dám nói trước á. Tức là không dám nói trước là không thẳng tính rồi. À. Nhưng mà tính cũng nóng, không nóng tính. Cũng nóng luôn, nóng lắm thì em làm gì Hậu? Nóng thì nhiều khi nóng mà mình không làm gì được người ta thì thôi mình quay chỗ khác thôi chứ đâu sao nữa. À, đường tình duyên mình sao nè nhà gái? Dạ, em thì ly hôn rồi anh. Ừ. Tại thì em đang ở một mình á. Em ly hôn bao nhiêu năm rồi? Ngày ra tòa thì em không có nhớ, nhưng mà cách đây cũng tầm khoảng năm em 21-22 tuổi á, khá là lâu. Từ đó là tụi em ly thân tới giờ. Ly thân và ly hôn cách đây chắc khoảng 6-7 năm rồi đó. À vậy, em có con không? Có, em có một bé được 10 tuổi á. Bạn ấy bây giờ sống với ai? Bạn nhỏ đang sống với bà nội ạ. Trai hay gái em? Dạ bé gái anh ạ. À bé gái, 10 tuổi rồi hả? Dạ vâng. Còn Hậu? Em thì cũng nữa một lần à. Cũng được một bé gái năm nay gần 6 tuổi. 6 tuổi cũng bé gái luôn, ở với ai? Đang ở với bà ngoại. À ở với ngoại hả? Bên kia thì con ở với ngoại ha, còn bên đây thì con ở với nội. Nhưng mà trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi thì anh Hậu có nhận thấy mình phạm một cái sai lầm nào đó hay không để dẫn tới cái việc ly hôn không? Sai lầm thì chắc thì cũng là người thấy là mình cũng có chứ không phải là nó không có, nhưng mà hai vợ chồng là bất đồng quan điểm. Không có tiếng nói chung, nhiều khi nói một thằng nhưng mà vợ hiểu một lần luôn nẻo. Nhiều khi những cái chuyện nó rất là nhỏ nhưng mà nói câu qua câu lại thì lại trở thành cái chuyện nó lớn. Nhưng mà hai người quen nhau bao lâu thì cưới? Quen được 2 năm ạ. 2 năm? Đó. Cưới còn 1 năm? Đâu, con bé là được năm nay là gần 6 tuổi rồi mà. Ở cũng phải 5 năm. Năm, ở 6, 5 năm, 5 năm rồi. À, tức là mới chia tay có 1 năm thôi. Đó. À, quá trình 5 năm lâu dài lắm á. Mà không có hợp với nhau, tranh luận hoài là cũng chia tay đúng không? Rồi em gái, sao mình chia tay? Hai vợ chồng không có hợp á. Ừ, không hợp luôn. Đúng rồi, tụi em cưới thì tìm hiểu chưa có kỹ. Yêu nhau mấy năm? Chả có 3 tháng rồi. Yêu 3 tháng hả? Dạ. Rồi ở với nhau mấy năm? Ừ, tụi em sống với nhau 3 năm. 3 năm? Dạ. Yêu 3 tháng, sống 3 năm. Yêu cũng vội quá hả? Dạ vâng. Thôi. Nói về chuyện mới đi. Chuyện mới đi hả? Đó. Biết chút xíu vậy thôi. Rồi bây giờ nè, mình muốn có một cái người bạn trai mới như thế nào nè? Hiền lành chút, trưởng thành chút. Hiền lành nó chứ có hiền lành đó.
Dạ. Cách tới 10 tuổi lận mà bên trên kia trưởng thành lắm. Quá trưởng thành luôn. Đâu chị, lúc trước ông xã thì cũng hơn em 10 tuổi á. Em cũng nghĩ là trưởng thành nhưng mà thực sự thì không phải. Thầy cũng hơn 10 tuổi luôn hả? Dạ. Nghe bên đây hơn 10 tuổi giống ông xã cũ không? Ám ảnh không? Có nhiều người bị ám ảnh vậy đó nha. Bóc dáng, hình ngoại hình dạ. Thì chỉ cần ưa nhìn chút thôi. Ưa nhìn chút thôi. Cái gì dạ. Chút rồi hả? Có cái điều gì em không thích ở đàn ông không? Hút thuốc với lại say xỉn á chị. Giả trưởng nữa. Em bỏ, bỏ thuốc từ hồi gì trời? Không có rồi. Không hút thuốc đúng không? Cái gì hiện tại bây giờ là không hút. Phụ nữ là không ai thích hút thuốc cả. Có nhậu không? Nhậu thì chỉ thích uống bia chứ không thích uống rượu. Nhưng mà có xỉn không? Nó là bốn non là xỉn. Nhưng mà không khi nào đến bốn non, ba non đủ lượng đi về. À đủ lượng là đi về. Giờ là không có lè nhè đúng không? Không, tức là trước giờ cứ nhậu vào là buồn ngủ thôi. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Hình thực ra là mình thì cũng bình thường, là cũng cần người cũng bình thường thôi. Nói chung là không có thấp quá mà cũng không có mập quá. Người em cũng nhỏ mà, tôi tương xứng là với mình là được. Hôm nay Hậu đi với ai? Em đi một mình ạ. Mình? Dạ. Có ông Mai lo, giờ qua hỏi nhà gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi có một mình. Rồi để tôi lo luôn. Bây giờ thì mở rào cho hai bên gặp nhau thôi nào, mở rào. Một mình ta lại gặp một mình. Trời ơi, một mình là đi về hai mình chứ nói cái câu xui xẻo. Bắt đầu đi Hậu, bạn bên kia tên Tuyết nha. Hoa hồng. Hoa. Lo nhìn thì quên luôn. Tặng em, cái này anh tự làm đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi. Đẹp đó, tay nghề cao đó. Cái này là bằng gỗ hả anh Hậu? Hoa hồng nó không bao giờ phai luôn. Đưa đây chị Lan cầm cho. Cảm nhận về nhau đi, Hậu thấy Tuyết là người thế nào nè? Cảm nhận ấy thì bây giờ anh cũng muốn là mình có thời gian để mình nói chuyện tìm hiểu nhau. Chứ còn giờ nói qua đây thời gian nó cũng ít ấy, không có nói được hết. Tuyết thấy Hậu thì người thế nào? Thấy anh cũng khá là dễ thương. Anh ở đây với ai ạ? Thì hiện tại thì anh ở một mình. Nhưng mà anh làm thì anh làm ở xưởng là lúc nào ban ngày thì đông người lắm. Trong xưởng cho ông anh ấy, là mình làm ở đấy trong mình trong xưởng cho anh luôn. Dạ. Bình thường thói quen của anh là gì? Sau giờ làm á? Thật ra anh từ anh làm tối anh nghỉ muộn lắm. Khoảng 7:30 8 giờ nghỉ rồi. Dạ. Ăn uống 8 giờ xong thì cũng nằm lướt điện thoại thôi chứ chẳng làm gì. Giờ thì không biết đi đâu vì anh thì anh hay dành cái thời gian đi anh đi chơi xa thôi. Lâu lâu mấy tháng mà mệt mỏi hay là có thời gian thì mình đi đâu chơi ra xa thôi chứ còn thành phố này cũng ít đi lắm. Hiện tại thì anh công việc của anh á khoảng khi nào thì anh có thời gian rảnh? Anh thì thật ra từ xưa đến giờ là anh không có làm công ty nên là anh thích con người nào mình thích đi làm chủ. Ví dụ chủ bản thân mình ấy, làm chủ thời gian nên là ví dụ ban ngày mà anh có làm ấy thì tối nghỉ mà nhiều khi ban ngày đi đâu có việc gì khi tối lại về làm muộn nữa nên là mình chủ động thời gian lắm. Hiện tại anh đang ở đâu? Anh ở Hóc Môn. Nếu mình hẹn hò thì sao? Hiện tại giờ là em ở đó. Em đang ở Vĩnh Lộc. Hẹn hò thì nói chung là do em mà có thời gian như nào thì anh chạy đến rồi thì anh quanh quanh Sài Gòn này thì mấy chục cây thì anh đi nó nhanh lắm. Quan trọng là thích đi nhưng mà có người đến để cho mình đến hay không thôi. Dạ. Em có con riêng á thì đang ở với bà nội á thì tới lui thăm thường á thì anh có vấn đề gì không? Không, chẳng có gì vì như anh này anh cũng khao khát được nuôi con lắm nhưng mà không có được nuôi vì vợ dành nuôi. Giờ chỉ có lo được cái việc là hàng tháng mình nuôi tiền học với tiền sữa thôi. Còn cái chuyện con ấy thì nếu mà đến được nhau thì mình nhìn ra là anh vẫn muốn là có lên được đứa con nữa bởi vì như anh mới sinh được có một đứa. Dạ. Khi đã về là vợ chồng rồi thì các bạn yêu cầu người chồng mình phải làm gì cho mình? Và ngược lại, mình yêu cầu người vợ mình phải làm gì cho mình? Như em ấy thì thật ra là em chỉ cần người vợ ấy là thứ nhất là tôn trọng mình, giữ thể diện cho mình ấy. Ví dụ là đi đến chỗ khác mà người chồng mình có như thế nào thì nếu có về nhà nói thôi chứ không có đến nói là làm xấu mặt chồng ấy. Và do dùng là rất là khó chịu nhưng mà về nhà thì mình nói chồng cũng được. Đối xử với mẹ mình như nào thì mẹ chồng cũng như vậy thôi. Và thân anh ấy là anh làm được cái việc như vậy. Anh không phải đòi nó vợ phải làm cơm nước hay gì. Chuyện đấy thì nó đối với anh nó từ bé, từ thơ của anh là sống tự lập, anh không có bận tâm về cái chuyện đấy là ai nấu cơm hay ai làm gì cũng được, nhưng là cùng nhau làm việc thôi, không phải là phân định rõ ràng là người này là làm cái này, người này cái kia, tức là ai rảnh như nào thì làm phụ cho nhau. Em thì đơn giản thôi, em cần một người đàn ông của gia đình. Của gia đình là sao? Cụ thể thì tức là sau giờ làm thì lâu lâu mình giải trí một chút đi ra ngoài thì không sao, như tuần một hai buổi bạn bè như ăn nhậu này nọ, thì những ngày khác thì thôi mình về nhà với gia đình coi vợ con nó ra làm sao. Anh biết làm việc nhà mà đúng không? Ra cái những việc đấy thì anh làm được từ xưa. Dạ. Ngày xưa là tuổi thơ là đi học ấy, nào là không na cà. Đến lúc khi mình đi làm là cũng vậy thôi, mình có thành cái thói quen là như vậy rồi. Mà đúng là ra mình cũng chẳng đi đâu, mình không nhậu được thì giờ đi đâu thì cũng chỉ có về nhà thôi. Kế hoạch của anh ở trong tương lai là gì? Thời gian tới là mà anh không quen ai thì chắc là anh cũng sẽ về quê, anh không sống trong này nữa. Còn nếu mà quen ai thì anh vẫn tiếp tục ở trong này.
chuyện đấy anh không thấy nó lo, vì anh bán đất ở quê đi anh mua trong này cũng được. Nhưng bây giờ là mình chưa có xác định là mình ở đây đây hẳn nên là mình không có dám làm cái chuyện đấy. Tức là anh là đã có cái sự chuẩn bị cho một cái cuộc hôn nhân mới chưa? Tức là có thì em với có thì vừa kia bán đất vào đây ở. Tức là vẫn được đúng không? Được. Mua nhà đồ trong đây được đúng không? Rồi bây giờ đứng lên thì rung quá. Hậu rất là rung nào. Lê Tài đây. Ừ. Rồi hỏi đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể về chung một nhà được? Anh mong qua hôm nay em cho anh hẹn hò với em. Nhưng mà thời gian thì mình có thể được bao nhiêu em? 9 tháng đến 1 năm rưỡi. Cũng được, cái đêm đấy cũng được. Hát tặng bạn ấy bài đi. Nhìn bạn gái đi, nhìn đâu trong đây vậy trời. Rung lắm. Bài tình tôi xót xa. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Một xuân trên cao, ngàn hoa đã đắp lanh đăng. Nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Rung quá quên. Bây giờ trước khi bấm nút thì em trai nói suy nghĩ thế nào, mình mong muốn thế nào, mình nói cho em gái biết đi. Anh thì cũng lỡ nàng rồi mà. Anh thì anh giờ cũng muốn tìm thêm mối tình mới, muốn tìm đến một người có thể đi hết mình quãng đời còn lại. Hồi trước thì không bao giờ nghĩ chuyện lấy vợ rồi, nhưng mà đến như bây giờ ra có tuổi mình nghĩ đến cảm giác sau này già sống một mình thì là mình thấy sợ sợ mà sống một mình. Anh chỉ có mong muốn như vậy thôi. Nói vậy làm sao thuyết phục được cô gái? Em không biết nó. Được rồi, thôi về đây. Để tay mình nút bấm đi. Đây là những giây phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật kỹ con tim của mình. Nếu rung động, chúng ta bấm nút đưa ra quyết định bằng sự chân thành, bằng nhịp tim của mình. Ngọc Lan sẽ đếm nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Như em gái, sao lại em? Em chưa có cảm thấy mình rung động. Chưa rung động, chưa có thuyết phục cao lắm đúng không? Đúng rồi, em cũng không có cái cảm giác an toàn. Đó, tất cả những người phụ nữ như chúng tôi ly hôn rồi, chúng tôi luôn mong muốn một cái an toàn cho cuộc sống của mình. Không lẽ tôi ngồi tôi nói giùm cho bạn trai chứ thiệt. Bạn trai rất là thích bạn gái, nhưng mà không biết nói sao để chứng minh được điều đó hết trơn á. Đó cũng là cái khuyết điểm của mình. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, mình nói lớn lên giới thiệu cho hai bên cùng nghe nha. Hồi hộp quá đúng không? Dạ, hồi hộp. Rồi. Đầu nó hơi rung. Hơi rung đúng không? Vậy thôi, để nhà gái giới thiệu trước nha. Mời nhà gái luôn. Mời em. Dạ. Em chào tất cả các quý vị đang xem chương trình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thị Hoa Vi. Hiện em cũng đang rất là rung luôn. Dễ thương quá à. Hai bên cùng rung hết trơn vậy đó hả? Dạ. Em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Hoa Vi quê đâu Vi? Dạ em quê ở Bình Thuận anh. Hoa Vi tên dễ thương quá hả? Dạ. Hoa Vi là hoa gì ta? Hoa rất là nhỏ. Rất là nhỏ hả? Dạ. Hoa Vi làm thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mời em trai. Dạ được chưa? Dạ. Rồi 2, 3 bắt đầu. Rồi. Cái khúc đầu quên nữa. Bây giờ có gì đâu quên. Em tên gì? Em tên Trần Văn Điền. Trần Văn Điền. Không, cái khúc, không có cần khúc dạ, nào chứ bây giờ nè. Okay. Em Trần tên gì? Dạ nghề nghiệp. Em tên là gì? Trần Văn Điền. Trần Văn Điền. Dạ. À, Điền chủ á ha. Dạ đúng rồi. À, bao nhiêu tuổi? Dạ 28 tuổi. Tuổi 28 tuổi, làm công việc gì? Dạ trước là em làm bartender. À, sau này thì cái đợt dịch thì em đã chuyển công tác, em chuyển đi làm qua bên khu công nghệ cao làm công nhân. Công nhân làm công việc gì? Làm bên linh kiện điện tử. À, quê mình ở đâu? Châu Đốc An Giang. Châu Đốc An Giang, bây giờ mình đang sống ở đâu, quận mấy? Dạ em đang sống và làm việc ở quận 9. Quận 9. Dạ. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Điền đang làm việc ở quận 9. 28 tuổi hả? Em có điểm mạnh điểm yếu gì Điền? Dạ điểm mạnh của em thì nó chơi được mấy môn thể thao, biết à, chăm sóc cho bạn nữ. Chăm sóc bạn nữ luôn hả? Chăm sóc luôn. Được không? Nào giờ được. Chăm sóc mấy người rồi? Chăm sóc bao nhiêu người rồi mà dám nói là biết chăm sóc bạn nữ?
Biết chăm sóc bằng nữ luôn á. Tôi qua tôi coi coi. Biết chăm sóc chứ. Kìa kìa. Nói mà đi kìa, nói mà mối đó. Chào chị Ngọc Lan. Hồi hộp bây giờ nói em. Không nên lời luôn á. Dạ. Bắt tay cái coi nè, dạ. Cho hết rung nè. Đỡ rung chưa? Dạ, đỡ. Chắc rung thêm á. Chắc đi làm sao. Rung thêm hay là đỡ rung? Đỡ hả chị? Rồi, ok. Nào giờ chăm sóc bao nhiêu cô bạn gái rồi? Chắc hai. Hai. Hai là hai, còn một là một. Hai chị. Chắc hai. Hai à. Chăm sóc gì? Chăm sóc bạn gái gì chăm nè? Chăm sóc làm sao? Ừ. Thì đơn giản thì... Làm gì? Mấy chuyện nhỏ nhặt đơn giản là hiểu cái cảm... Quan tâm nhiều cảm xúc cho bạn nữ. À. Rồi chăm sóc được cái gì cụ thể cho bạn nữ? Nấu ăn đồ cho người ta ăn không? À. Chắc nấu cũng được. Nấu ăn. Có nấu ăn cho à. Bạn. Rồi gì trứng nữa? Bảy món. Trứng bảy món. Cái gì? Trứng bảy món. Trứng bảy món hả? Dạ. Làm cho bạn nữ ăn hả? Dạ đúng rồi. Làm món gì trời? Là trứng bảy món trứng. Trứng chiên nè, trứng luộc nè. Xào gì đó. Trứng xào nè. Ốp la nè, hấp nè. Đúng không? Dạ. Trứng gì nữa? Ông nói cho tôi bảy món tôi nghe coi được cái coi. Cho nhỏ ăn trứng riết bởi nhỏ bỏ hấp đúng rồi. Ờ. Cắt thủy trứng, nướng, chiên. Gì nữa? Gì ra bảy món cho tôi coi. Chưa có suy nghĩ ra nó nói cho nó đẹp vậy thôi. Trời đất ơi. Thấy chưa? Rồi, coi như có chiên trứng cho phụ nữ ăn không á. Nói chung là nghe sơ sơ là biết chắc là nấu ăn được đúng không? Ừ. Dạ. Đó, là ưu điểm đó. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì ít nói, ngại giao tiếp với đám đông. Vì cái tôi của em nó cao. Giống như trong mối quan hệ mà bạn nữ bạn dặn em một cái thứ gì đó mà em hỏi mà bạn không trả lời là em nghỉ hỏi luôn. Sao quê luôn hả? Em nghỉ hỏi luôn, giống như hai ba bữa nữa mà không em hỏi nữa mà không trả lời nữa thì em cũng nghỉ hỏi luôn á. Trời đất quỷ thần ơi. Thì cái tôi nó hơi cao cái gì? Cái tôi hơi cao hả? Tôi dạ. Hơi cao luôn á. Giờ cái tôi thấp lại chưa? Dạ cái tôi thì cũng đỡ rồi đó chị. Dạ cũng đỡ rồi đúng không? Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Hai mối tình đúng không? Dạ đúng rồi, em hai mối tình. Rồi là cho người ta ăn trứng riết mà chia tay hả? Dạ. Hay sao? Dạ nó... Thì mối tình đầu của em thì quen ở trong chỗ làm luôn. Ừ. Dạ thì bắt đầu tình cảm thì nó lúc đó cũng còn hơi nhỏ tuổi. Thì cái sự nghiệp đi làm của em thì nó bấp bênh với bạn kia, bạn đổi công tác đi chỉ làm chỗ khác thì hai bạn xa nhau thì nó chia tay luôn. Chia tay luôn. Bạn nó cũng quê ở Đà Lạt. Rồi mối thứ hai. Mối thứ hai bạn nó cũng quê Đà Lạt luôn. Cũng làm chung thì mối quan dạ thì nó cũng y gan như vậy đó. Rồi cũng đổi công tác. Dạ. Đổi công tác là chia tay. Dạ, giống như yêu xa nó. Hỏi nhà gái quê ở đâu rồi? Đừng nói tôi Đà Lạt nữa nha. Nãy em nói em quê Bình em Thận. Ở Bình Thuận. Bình ở Bình Thuận. Dạ. Bình Thuận. Người ta đi xuống biển rồi. Đỡ. Không có trên núi. Tôi nghe Đà Lạt nữa tôi mệt rồi đó. Nhưng mà bây giờ là em làm cố định ở chỗ đó chưa? Dạ là chưa ạ. Chưa hả? Mà tôi sợ không có cố định rồi thay đổi rồi cũng thay đổi như kia nữa. Rồi giờ sao? Giờ công việc sao? Dạ công việc nó bây giờ thì nó em làm đây là em làm đỡ thôi. Làm đỡ thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em giờ muốn... em đang hướng tới cái nghề nghiệp gì? Bartender lại ạ. Bartender là lấy pha cái ly rượu. thảy qua thảy lại. Nó có nhiều lên rồi pha dạ. Nước đó đúng không? Nó cũng dặn nó cũng nhiều thứ lắm mà em làm chiên về rượu thôi. Em nhưng không mà có làm chắc... Bartender là bữa tối sẽ bận nhiều đó. Đúng rồi đó. Tối cuối tuần là sẽ bận đúng không? Rồi dạ, sao đi chơi bạn gái rồi sao chăm sóc người ta? Thứ hai, thứ ba còn nhiều ngày ngày mà chứ. Ví dụ lỡ giờ người ta chỉ rảnh thứ bảy chủ nhật rồi sao? Thì giống như mình bù lại sao cũng được. Ừ. Giống như một tháng mình bù một ngày cũng được. Kêu bạn vô bạn ngồi nghe cái giống như mình dặn bạn đi lên La Mát 81 ăn buffet hay ăn cái gì đó chứ. Ngon á. Ôi ngon. Tôi còn chưa dám gì dẫn bạn gái tôi đi lên 81 đó. Bạn gái là ai? Gái nhà. À. Mấy em chưa tôi gọi hồi bấm hồi gọi hỏi chị Thảo liền á. Được rồi, nói chung là bên nhà trai tôi là lý lịch sơ sơ vậy đó, được không? Cũng được. Ừ. Giờ qua hỏi nhà gái coi. Qua nhà trai tôi hoài, thấy nhà trai tôi hiền, cứ qua tấn công hoài. Bây giờ mình nói ưu điểm, khuyết điểm của mình cho mọi người nghe nè em. Dạ, ưu điểm của em là biết quan tâm giúp đỡ người khác. Ừ. Chia sẻ với người khác. Còn nhược điểm của em là ít nói. Ít nói với lại nhạy cảm á chị. Nhạy cảm lắm hả? Nhạy cảm. Tức là khi mà người ta làm một cái hành động gì đó mình cũng tự suy nghĩ ra là dạ. Cái điều đó làm cho mình buồn. Dạ đúng rồi. À không, cái đó mệt lắm á. Dạ đúng rồi. Cái đó nó là bệnh đó em. Bệnh luôn. Chị cũng bệnh giống vậy đó. Bữa nay chị bỏ bớt rồi. Ta gọi là suy diễn đó. Là mệt vậy, lắm nha. Vậy là mình tự làm mình mệt thôi. Ừ. Dạ. Tự làm mình mệt thôi. Dạ. Rồi bao nhiêu mối tình rồi?
Dạ thì mới đi tìm hiểu được một lần thôi, rồi không được rồi chia tay luôn. Tìm hiểu có một lần một cũng được chia tay luôn hả? Dạ. Lâu chưa? Năm rồi. Chắc năm rồi. Rồi giờ là có sẵn sàng để chuẩn bị một cái cuộc tình mới chưa? Dạ có, sẵn sàng tìm bạn mới chứ. À, rồi. Sẵn sàng ha. Vậy mình nói luôn tiêu chí tìm bạn của mình đi. Bạn của em hả? Chắc quan điểm của em là lớn hơn em hoặc bằng em thôi. Em rồi. Nhiêu mấy tuổi? Em 30 tuổi rồi anh ơi. 30 bên đây nhiêu? 28. Tôi thấy không sao. Gái lo lắng quá. Lớn hai gái hơn hai nhiều trai hơn một. Hơn một đúng rồi. Được không em gái? Anh để coi tiếp đã. Đúng, thật ra tuổi tác nó không quan trọng, mình mong muốn như vậy thôi nhưng mà biết đâu mình gặp nhau nó lại rất là hợp đúng thì rồi, sao? Cái duyên đó. Đúng không? Rồi gì nữa? Đừng gia trưởng quá. Nói như bạn kia cái tôi cao quá là chắc không được. Không, ta bỏ rồi, cái tôi bây giờ lùn lắm. Cái tôi bây giờ lùn lắm. Bạn này không có gia trưởng nó khác, gia trưởng nó là nha. Bắt phải làm theo ABCD hết. Dạ. Còn bạn này hỏi được không? Cái im luôn bạn đi luôn. Đi luôn cái mấy ngày sau không nói gì bạn đi luôn đó. Bạn giờ hỏi được không? Không được bạn đi luôn. Đi luôn cho đi luôn. Bây giờ đỡ rồi dạ. Ha. Ừ. Rồi biết quan tâm chia sẻ với mình. Rồi chung tình. Vậy thôi, em đơn giản vậy. Đơn giản thôi ha. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng cao ráo này kia. Cao không? Mỗi người em nghĩ quan điểm của em là mỗi người mới khác cho nên không có bắt buộc người ta giống người nào đó được. Rồi. Mình chỉ coi bằng cái cảm xúc cảm nhận của mình người đó được với mình là ok rồi. Tiêu chí đưa ra mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Anh trai điện. Có được 70%. 70% hả? Dạ. Ủa vậy còn 30% còn lại là điều gì? Thì em nghĩ nó vậy thôi à chị. Em ướm vậy hả? Dạ. Ướm thôi. Chứ còn cái tôi hỏi không được tôi đi à. Không, như vậy là cái tôi là bây giờ bữa nay là lùn xuống rồi. Cho nên là tự nhận là mình chỉ 70% thôi. Là được đó. Nhưng mà cố gắng hỏi không được thì cố gắng hỏi nữa. Dạ đúng rồi. Hỏi cho bằng được nha. Dạ. Nhưng mà tôi hỏi không được tôi đi à là mệt lắm à. Hỏi 2-3 lần tôi đi luôn là cũng mệt lắm đó thiệt mà. Đúng không? Em không thích điều gì phụ nữ nè Điền? Phụ nữ em không thích đâu. Hơi cằn nhằn. Không thích cũng không được em ơi. Chuyện đó là bản năng rồi. Bản năng của người ta rồi. Không có được đâu, kinh nghiệm của anh thì chuyện đó không thể không thích được. Rồi cuối cùng em cũng sẽ thích thôi. Phải chấp nhận cuộc sống. Chấp nhận cuộc sống thôi. Cằn nhằn nó có gì đó nó thú như vị lắm. Thú vị lắm em. Cằn nhằn là một cái gì đó không có nó mình cũng nhớ lắm em. Em coi đó như là những cái nốt nhạc vậy, lúc trầm lúc bổng. Em thưởng thức nó. Xem như cằn nhằn đó là gia vị của tình yêu đi em. Như bản giao hưởng. Rồi gì nữa? Không chắc thích cằn nhằn rồi. Nữa gì nữa? Vậy thôi, không thích vậy thôi đó. Vậy thôi hả? Dạ. Mà các em không thích là luôn luôn có nha. Thôi, ok. Giờ mình hỏi người thân đi. Dạ. Đi. Đây, bạn gái đi với ai cơ? Dạ em đi với mẹ. À. Dạ mẹ em đó. Chào cô, chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh, tất cả khán giả và chào Ngọc Lan. Dạ. Dạ. Có thấy nhà bạn trai có thể là con rể tương lai của mình thế nào? Cái đó là do con gái thôi, chứ mình thì cũng không có đòi hỏi lắm. Bây giờ ngồi á, thấy cậu này sao dễ thương, có hợp với mình hay không? Thấy có hợp với con gái mình hay không? Thái thì nó, mình Thái thôi chứ còn con gái là chủ yếu. Cô thấy sao nãy giờ, cô thấy sao cô nói cứ như mình suy nghĩ. Thái đi. Thì cũng vui, vui tính. Cũng vui ha. Thấy vui ha. À, con rể này về nhà chắc vui lắm á. Rộn ràng á cô vui. Đó là quyền à, quyền của con gái. Còn mình đến đây là để coi con gái thôi, nó tìm hiểu thì nó có cơ hội thì để nó tìm hiểu. Đó giờ mình... con gái có dẫn bạn trai về nhà chưa? Chưa. Chưa hả? Có quen ở ngoài cái rồi thôi cũng không đi đâu luôn, rủ đi đâu cũng không đi luôn. À dạ. Nó nhát lắm. Nhát. Từ giờ nhát lắm. Cái nhà cứ sáng đi làm sớm, chiều về tối ngủ chứ không có đi đâu luôn. Sao con mong muốn con gái chừng nào lấy chồng? Thì mong bây giờ là lấy tuổi lấy chồng được rồi đó. Được rồi ha. Nhưng mà không làm biết gì đó là cái duyên nó tới thì mình chịu thôi chứ mình mẹ cũng không có mong điều kiện gì ở con, nó quá khó. Coi như con gái chọn chàng rể nào là cô chọn người đó. Đúng rồi, mình cũng không có khó. Miễn sao nó sống hạnh phúc là được rồi. Dạ. Tuyệt vời. Cảm ơn cô. Dạ. Điền đi với ai Điền? Đi với em gái à. Em gái hả? Chào em. Dạ. Em ruột hả Điền? Dạ em họ. À. Dạ. Cái chương trình khán giả. Em để cái micro phía trong á giùm. Dạ. Đúng rồi.
Dạ con chào. Rồi em thấy sao? Bạn gái bên kia sao? Em thấy chị này hiền, dễ thương, nói chuyện dịu dàng. Cái tính anh em thì cũng nói chung thì cũng chững chạc, không chịu làm lắm, chịu lo gia đình. Nhưng mà có một cái là thì anh cũng giống như anh nói vậy, anh cũng ít nói lắm. Ở nhà này kia nói chung là ít nói, nói chung là không ai nói gì đó thì anh cũng ít nói chuyện nhau. Nên là chị này thì cũng ít nói. Ít nói luôn. Dạ. Anh hỏi câu trước câu sau anh đi rồi đúng không? Mà giờ thì ổn rồi, bây giờ vui vẻ lắm anh. Dạ, tính anh bây giờ vui vẻ, dễ nói chuyện. Em thấy anh em với người đó hợp không? Nếu được thì có thể là tìm hiểu trước. Chứ mình cũng nói là tính cách thì chị này thì em thấy ổn á. Nhưng mà nói chung thì cho hai anh chị tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình tiến tới cũng được. Rồi. Không được rút lui hả? Không được im luôn ha. Dạ thôi, có gì mình cũng có tìm hiểu mà chị. Rồi, cảm ơn em. Thôi để giờ mở rào cho hai người tìm hiểu nha. Mở rào. Mở rào. Rồi chị coi đẹp không? Đừng có rung nha Điền, nào thoải mái lên. Đứng bước qua luôn. Liền nha. Em cứ tấn công liền luôn. Nói lớn lên. Bắt đầu. Rồi. Tấn công. Rồi đứng lại. Chào em, cũng quà tặng. Cảm ơn. Cô đứng đây đúng không? Mở ra mở quà đó có gì đó. Em làm gì cái quần mấy? Em làm gì ở quần bảy. Chân này chân chạy quá. Vô duyên, chị cái gì mà chị? Kêu người ta là em. Dạ kêu em cho từng có tình cảm. Đúng rồi. Dạ. Kêu chị luôn gì? Hả? Chân vững. Ở quần 8. Ở quần 8 hả? Em thì đang sinh sống làm gì ở quần 9. Em nào? Em nào? Dạ, lạ nữa. Anh, nói lại. Dạ, anh đang sinh sống làm gì ở quần 9. Thì thường tối em đi làm gì là em làm văn phòng là làm gì giờ anh 9 luôn. Đúng rồi. Thì em thường tối về mình thường đi chơi hay là mình về nhà, mình ở nhà không? Về đa phần là ở nhà, còn lâu lâu đi chơi với gia đình thôi. Dạ, quận 8 là em ở, em làm ở quận 8 mà, sống ở quận 8 luôn. Làm ở quận 8 nhưng sống ở quận 7. Làm ở quận 8 sống ở quận 7. Được không? Được ha? Dạ. Bây giờ hả? Hồi hộp quá hả? Hát bài tặng. Em hát không được á, em không có năng khiếu hát. Sao? Hồi nãy cái anh kia cũng không có năng khiếu nhưng mà anh hát rất là dễ thương. Hát đại gì đó. Anh hát cái chị đó cho nó thoải mái luôn. Đúng rồi. Hát gì thôi, em gái hát trước đi nào. Hát gì cho nó thoải mái cái nào. Em không có hát được. Không có ai hát được luôn không hả? Không hát được luôn. Trời đất ơi. Hai người này về ở với nhau chắc buồn chết, không ai hát được chứ không trời. Mướn người lại hát. Mướn tôi nè. Thôi. Mướn tôi rồi tôi lại tôi hát. Thôi hai, hai bạn về ghế ngồi đi, ta trò chuyện nào. Để quà đây. Đó. Gặp nhau mình cảm nhận về nhau thế nào, nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện đi. Thì cảm nhận bạn gái thì dễ thương. Hồi học quá nói gì vậy ta. Em cũng phát biểu gì thì nó là con trai mà không có chủ động trước thì nó cũng hơi bị gục ghè thì nó thì giờ nó lên đây nó rung quá thì sao nói giờ. Từ từ hết rung nói tiếp. Giờ em tiếp anh vài câu đi. Rồi vậy thôi, bạn gái nói trước nè. Theo như mới nhìn á thì thấy cũng dễ nhìn, còn cái vấn đề mà theo quan điểm mà tìm người bạn bạn để chia sẻ này nọ thì mình nghĩ không có hợp với cái quan điểm của mình á. Dạ. Là mình là muốn là người bạn đó bằng hoặc là hơn tuổi mình. Còn cái thứ hai nữa là có cái đừng như bạn nói là cái tôi bạn quá lớn á, mình sợ sẽ khó mà mình hợp nhau được về vấn đề đó. Dạ, cái tôi của anh thì nó không có phải là giống như mình hỏi cái gì bạn gái bạn dặn mà mình hỏi hoài mà bạn gái không trả lời, thật chắc không trả lời mình cũng đâu biết là dặn về cái gì đâu mà mình làm cho bạn đó vui lại. Vì mình mà bạn phải hỏi bạn đó chứ, nếu mà bạn muốn tìm hiểu bạn đó và mình phải hỏi, mình là con trai mà mình phải mạnh dạn lên, mình phải hỏi có vấn đề gì như thế nào người ta mới nói cho bạn biết chứ bạn cứ làm lơ bạn kia. Bạn giận tôi cho bạn giận luôn là nó hỏi một hai lần hay ba lần gì rồi mà không nói lại cái chưa gì hết gây lộn. Tranh luận thôi. Tranh luận hơi sôi nổi thôi hả? Tức là bây giờ là mình thay đổi đi, hỏi chừng nào cho ra lẽ thôi. Không lẽ mình
với lại bạn gái, không lẽ mình hỏi ba lần không trả lời đúng không? Dạ, phải đúng trả lời cho mình chứ, là tại sao lại giận mình này kia đúng không? Đó, còn bây giờ nếu hỏi ba lần không ấy thì về nhắn tin. Dạ. Nhắn Facebook, giống nhắn Zalo. Giống như tình yêu thì nó cảm nhận của anh á, tình yêu thì nó phải có một chút xíu gọi là mạo hiểm. À. Mình đặt cược vô nó. À. Thì nó giống như mình bấm nút mình chấp nhận nó rồi thì mình phải chấp nhận đi chung sự mạo hiểm đó luôn. À. Giống như mình đánh cược chứ. À. Đánh cược luôn hả? Tình yêu đánh cược tình yêu luôn á. Đúng rồi, phải mạo hiểm. Mạo hiểm. Yêu coi như là yêu bất gọi là bất chấp luôn. Bất chấp luôn, đã yêu là không sợ gì hết á. Tôi hiểu ý của bạn trai, tức ở đây là bạn trai mong muốn cho một cái cơ hội. Tuy là cái cơ hội này nó có hơi mạo hiểm một chút thiệt, nhưng mà vẫn mong muốn, đúng không? Đúng ý em là vậy đúng không? Đúng rồi. Nó nói không có rõ ý rồi bên đây người ta hiểu sai ý nữa. Bây giờ hỏi đi, bây giờ em muốn hẹn hò ở đâu? Một tuần mấy lần? Thì em muốn hẹn hò ở đâu? Thường, chắc đi dạo hả? Hả? Đi dạo? Thì tự nhiên hỏi xong đặt luôn đi dạo luôn là sao? Thì em nghĩ vậy luôn rồi đó. Chả bạn hỏi có bạn gái trả lời đâu rồi nhớ, hỏi muốn hẹn ở đâu đi dạo nhé. Mình ta thích là đi coi phim hay đi ăn tối hay cái đôi gì phê. Nếu có thể bấm nút thì gì từ từ mình tìm hiểu sau. Mình phải hỏi cái sở thích của bạn gái. Phải hỏi cho người ta biết được, mình biết được hiểu không? Thường em thích hẹn hò, em thích đi xem ở đâu? Như xem phim nè, rồi đi chỗ mấy khu vui chơi. Rồi đôi lúc thì muốn tĩnh lặng lãng mạn tí lại đi quán cà phê. Em thích đi phượt không? Đi xa? Đi xa hả? Có. Anh thường thích đi đâu? Đi Đà Lạt. Giống anh á. Vô anh vô. Thích, vô anh đó. Thì anh thích Đà Lạt. Giống như Đà Lạt thiếu một cái gì đó, cái cảm xúc ở đó. À. Anh thì thích giống như buồn cái gì hay là bị chết nặng thì cứ thích lên Đà Lạt. Vẫn thích đi một mình lên Đà Lạt. Nó cảm giác nó xả chết, nó hết buồn phiền trong cuộc sống. Cái gì là thích đi mình hả? À, đúng rồi, lúc ở mình thì mình đi mình chứ. Lúc có bạn này nữa hơn là bạn gái mình thì mình đi hai mình. Ờ, à, hết hồn. Tự nhiên đang rủ người ta đi chơi cái kêu anh thích đi Đà Lạt mà anh thích đi mình. Rồi hỏi, bây giờ một tuần anh có thể tới cho em mấy lần? Một tuần thì anh có thể tới cho em mấy lần? Thì cuối tuần là được rồi. Rồi hằng ngày hỏi thăm này nọ là ổn rồi. Không có nhất thiết phải ngày nào cũng gặp. Đúng rồi, mình yêu thì tình yêu thì nó bình thường thôi. Bình thường mà nó bền lâu chứ gấp quá thì nó cũng không có nó dễ tan lắm. Rồi khoảng bao lâu thì em có thể dự định kết hôn? Khoảng bao lâu em dự định kết hôn? À, quan niệm của mình là khi nào tìm hiểu đúng người, mình gặp đúng người, mình sẽ tiến tới chuyện lâu dài luôn. Chứ không phải là muốn nhìn cái là tiến tới luôn không được. Sau này mình không hạnh phúc rồi này nọ, nó cũng khổ cho hai bên. Đối chỉ với mình chỉ là càng gặp đúng người thôi. Đúng rồi. Thời gian thì nó không quan trọng lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Về quan điểm con trai con gái thì em thích con trai con gái, cái đầu lòng. Còn giống như quan điểm của con thì em thích con trai hay con gái? Trai gái gì cũng là con mình thích hết. Mà anh nghĩ chắc con gái vậy đó. Chứ là em thích con gái đúng không? À đúng rồi. Ừ đó, bạn trai thích con gái. Dạ. Nếu bây giờ bạn gái, vợ mình mà đẻ hoài không ra con gái thì sao? Thì thôi chứ sao. Đẻ nhưng nhà nước kêu đẻ có hai đứa thôi thì đẻ hai đứa thôi. Ờ được. Thích. Đó, rõ ràng vậy. Rõ ràng chứ nhiều ông là cứ bắt đẻ hoài luôn, đẻ chừng nào mà con gái thì thôi. Tội phụ nữ đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ hai người lấy nhau về thì mình ở đâu, nói cho bạn gái biết đi, tương lai mình dự định thế nào, lấy vợ mình ở đâu, mình làm gì để nuôi vợ nuôi con, nói cho bạn gái biết đi. Thì nếu có cơ hội thì tìm hiểu về sao mình đến hôn nhân thì mình sống ở Sài Gòn. Thì anh thì sẽ làm lại công việc cũ là pha chế. Thật chắc thì vợ con thì anh lo chắc không có, cũng ok. Cũng ok hả? Dạ. Bây giờ có nhà cửa có chưa? Dạ nhà cửa thì chưa có, dưới quê có chứ trên đây là ở trọ. Rồi chừng nào, rồi nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn rồi ở đâu? Thì tùy bạn gái thôi, em thì chỗ ý nào? Là bây giờ nếu như mà em quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn thì khi nào em mới mua được cái nhà nè? Sài Gòn mua nhà hả? Chắc 3 năm quá. Nhưng phấn đấu là 3 năm. Có dự tính rồi. Ừ. Có hướng rồi.
Mà trước tiên là em làm có tiền em mở lại quán cà phê đó. Tại vì cái nó đam mê của em nó nằm ở đó. Rồi. Đấy. Có chí hướng mở quán cà phê nữa. Thành hiện cái ngành của em nó đó rồi 3 năm đó, trong vòng 3 năm thì sẽ xây dựng được cái tổ ấm này. Bạn gái thấy thì sao? Quê Điền là ở đâu? Quê em ở Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc. Quê anh bùa nhiều lắm. Cái gì? Nó Châu Đốc quê anh bùa nhiều lắm. Bùa hả? Dạ. Bùa nếu... yêu đó hả? Đúng rồi chị. Em không yêu anh bỏ bùa chứ yêu. Dạ rồi xuống dưới đó bị dính bùa là chết ha. Vậy sao không đem gái bùa yêu lên đây? Sao hai bạn những cái quan điểm của Điền như vậy đó em thấy như thế nào, có phù hợp với mình không? Thì em có mong muốn gì không? Có con trai mà có cái định hướng về nghề nghiệp như vậy là ok, em nghĩ là vậy. Có ấy nghĩ là có tự lập mà muốn tạo dựng sự nghiệp riêng em thấy nó ok. Nãy giờ bạn trai nói như vậy đó, em tin tưởng vào bao nhiêu phần trăm? Và em thấy ở con người như thế nào, em cảm nhận người đàn ông này như thế nào? Em nhìn nè, chỉ có 50% thôi. Còn 50% còn lại là nó nằm ở cái điều gì? 50% sao em ngại về tuổi tác quá chị ơi. Không có sao đâu. Thật ra tuổi tác không quan trọng ở đây. Quan trọng là hai em có đồng quan điểm và có thấy hợp lý với nhau sau khi nói chuyện nãy giờ không? Dạ. Bạn trai nãy giờ kêu bằng em thoải mái rồi đúng không bạn trai? Dạ đúng rồi. Em thấy người phụ nữ ngồi phía trước em như thế nào, cảm nhận thế nào? Chị nó hiền dễ thương. Em có thấy thích không? Em thì cũng thích mà phải phần nữ em phải giữ xíu nó mới được. Sao mình thích mà lại giữ là sao? Giữ nó mới kìm em lại được. À hiền quá không kìm em được hả? Dạ đúng rồi, hiền quá không có kìm em được. Giữ cỡ chị được chưa? Chị là quá dữ. Nên là phải hiền hơn chị một chút đúng không? Dạ hiền chị chút và phải giữ chút xíu. Dạ. Bây giờ này người ta chưa tin tưởng ở mình lắm thì mình làm cái điều gì đó, mình nói cái điều gì đó, mình thể hiện cái điều gì đó để thuyết phục được người ta, để làm cho người ta tin tưởng mình đi. Thường là người ta sợ nhỏ tuổi hơn là bởi vì người ta sợ lăng nhăng đồ này nọ đó, trẻ chắc hơn trên, thì lăng nhăng nhỏ đó. Tuổi lớn tuổi thì nó không có quan trọng, đúng người thôi, thời điểm nó cũng không quan trọng nữa. Thường nó đúng người sai thời điểm thì nói gì người ta thuyết phục người ta, nó gọi là tiếc nói, nhưng thật chắc là đúng người thôi. Cái thời điểm nó không có quan trọng luôn. Thì cái thời điểm mình không có cần biết lúc nào là thời điểm đúng để cho mình yêu. Đúng để rồi. Mình gặp duyên nó đến thì mình cứ nhận thôi. Đó, duyên mình đến là đúng người. Yêu đó. Thì mình giống như mình chọn duyên nó đến thì có cơ hội thì mình muốn yêu thì mình chọn. Mình đã chọn rồi thì mình phải chấp nhận. Chấp nhận. Quan điểm về hôn nhân gia đình của Điền thế nào, nói cho bạn gái nghe đi. Quan điểm hôn nhân thì đơn giản là sống tự lập á, muốn vợ chồng ra sống tự lập. Em sẽ chăm sóc em sẽ chăm sóc một gia đình riêng của mình như thế nào? Thì em chỉ chưa em chỉ nghĩ chăm sóc bằng nữ thôi, chưa cứ nghĩ chăm sóc con. Chăm sóc bằng nữ. Dạ đúng rồi. Bằng nữ có thỏa mãn với sự chăm sóc của em không? Thì cái đó về chăm sóc mới biết chứ. Nhưng mà hồi đó thì nó cũng ok. Cũng ok. Thì cái cảm nghĩ, suy nghĩ của bạn gái thì em giống cảm nhận nhiều. Như thế này là Điền, tại vì á, bạn nữ của chúng ta là 30 tuổi rồi. Dạ. Một cái tuổi nó không còn trẻ. Dạ. Để mà có thể mạo hiểm như lúc đầu em nói nữa. Dạ. Cho nên ở đây chị hiểu được tâm lý của bạn nữ là cần một cái điều gì đó nó chắc chắn hơn một tí. Đúng rồi. Mà em thì đang bị cái là em cũng chưa có chuẩn bị được cho mình một cái gọi là một cái hành trang cho một cái gia đình. Dạ, đúng. Có thể là cái dự tính của em về cái chuyện là an cư á, cái chuyện mua nhà, mua cửa ở Sài Gòn thì trong vòng 3 năm nữa. Nhưng em chưa có cái suy nghĩ hay là những cái tính toán cho cái việc em phải chăm sóc cho một gia đình nó như thế nào. Dạ, đó, thì cho nên là chị nghĩ em cần phải rõ ràng trong cái việc đó để em thuyết phục được bạn nữ. Chứ ở đây là chị thấy là bạn nữ đang lo lắng về cái vấn đề đó. Cái sự chững chạc của em á, chưa có, chị chưa thấy ở trong cái buổi nói chuyện này. Rồi tôi nói xong có im luôn. Chị nói hay quá vậy, mới nói gì vậy? Tức là bây giờ em sẽ nói là nếu như ví dụ em nên đặt trường hợp em có vợ một dòng con nè. Đó, em sẽ chăm sóc gia đình của em như thế nào? Thật chắc thì nói đẻ rồi thì em mới biết chứ.
câu chuyện của người ta thì thật chắc cũng mãi là một cái câu chuyện của cặp vợ chồng đó, đẻ đứa con đó nuôi như vậy thôi. Giống như mình đến với nhau và đẻ ra đứa con thì tự hai vợ chồng chia sẻ, chăm sóc, quan tâm thì nó sẽ nó khác hơn. Quan điểm của anh là như vậy. Càng anh thì càng một người đồng hành với anh đơn giản hơn. Tức là Điền chưa bao giờ hình dung ra một cái gia đình trong tương lai thế nào? Chưa hình dung được. Thành ra là dạ, Điền, chưa. Tiền chỉ tập trung vào việc kiếm tiền để lo dạ, sự nghiệp thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Và chỉ có yêu sơ sơ một vài mối tình nhỏ nhỏ thôi. Và đây là một lần chúng ta gặp gỡ nhau nó đi sâu hơn nữa dạ, về gia đình. Bởi vì chúng ta đang yêu thì yêu nhưng mà vẫn hướng về gia đình. Gia đình là cái nơi để chúng ta đi về, để chúng ta quan tâm, để chúng ta chia sẻ, để chúng ta yêu thương. Gia đình để chúng ta chăm sóc không chỉ có vợ chúng ta mà con chúng ta nữa. Phải lo cho mẹ tròn con vuông, phải lo cho người phụ nữ và đứa con gia đình làm sao để đừng có buồn chúng ta. Thí dụ như thế, có những điều mà chúng ta hướng tới để cho người phụ nữ họ yên tâm hơn khi mà họ đến với mình. Đại khái vậy Điền ha. Dạ. Đó, nói về để Điền cảm nhận là gì? Gia đình thế nào. Gia đình rất quan trọng với chúng ta đó ha. Bây giờ yêu đương thì có thể yêu ở đâu cũng được này kia, nhưng đã là gia đình thì chúng ta phải có một cái điểm tựa nào đó. Và chính người đàn ông là điểm tựa của gia đình. Dạ, thì không, gia đình thì giống như có trách nhiệm thôi, giống như một việc mình muốn làm mà mình không thể làm được, nó gọi là số phận. Mà công việc mình không muốn làm mà mình buộc phải làm, nó gọi là trách nhiệm. Thì không, từ từ như vậy. Rồi bây giờ quan điểm về chuyện là kinh tế ở trong gia đình nè, ai sẽ là người giữ tiền nè? Chắc vợ rồi. Vợ giữ. Vợ giữ. Em nghĩ sao về này? Kinh tế của hai vợ chồng thì thường thường thấy là phụ nữ hay giữ về tài chính, cho nên phải nghĩ... không giữ một chút xíu nữa chứ biết về lấy lại hết. Anh nói thiệt. Ủa, tức nếu mà lấy nhà phải giữ giữ lên nữa xíu, nên mới giữ được tiền chứ em biết yếu gì sao em giữ. Phải là dành luôn á hả? Không phải, nó không có dành nữa. Giống không như ý phải... là bạn này cần một cái người phụ nữ phải mạnh mẽ, phải hơi cá tính một chút xíu thì mới có thể trói được bạn này lại, mới kìm được bạn này lại. Đây cũng là một con ngựa rất là chứng nè, đúng không? Dạ, nó tự tự như vậy. Thật ra quan điểm bạn này rất là rõ ràng. Bạn này biết được cái tính của mình và biết được cái điểm yếu của mình, cho nên là cần một cái người để có thể là hỗ trợ cho bạn để khắc phục những cái yếu điểm của bạn. Thật ra bạn gái bên kia rất là hiền. Hiền. Bạn gái hiền. Hiền chắc không giữ được bạn này đâu. Chắc cũng không có gọi là giữ, cố gắng giữ bằng mọi giá bạn này đâu. Dạ. Mình không có giống như thể hiện được cái bản lĩnh của mình đâu. Tôi nghĩ rằng là bạn trai là khó. Dạ. Cỡ Ngọc Lan thì mới quà mai giữ chân được cậu này. Tại em nghĩ là ví dụ như hai người đến với nhau mà thật lòng với nhau thì người này nghĩ như người kia nghĩ cho nghĩ qua nghĩ lại, chia sẻ quan tâm thì đâu có nhất thiết là mình phải giữ người ta hay là người ta giữ mình. Không phải là giữ, ở đây là sao ta? Có thể không phải, nó giống như nó không phải gọi là giữ hai người đó, bắt đầu một mối quan hệ anh rất là tôn trọng cái mối quan hệ. Anh sẽ đặt hết cái cảm xúc và bước vô cuộc đời của một người phụ nữ, một người con gái là anh sẽ rất là tôn trọng bạn tất cả. Giống như nhiều lúc cái trong cuộc sống hay là nó trong việc làm, nhiều lúc nó có giống như nó có buông lỏng một chút xíu thì anh càng hoàng ngữ đó biết nắm cái đầu anh lại. Nó nói không, chị hiểu vậy. Chị hiểu em, chị rất là hiểu em. Tức là một người phụ nữ phải cá tính, phải bản lĩnh á, leo lái giống như được Ngọc Lan rồi đó, giống chị Ngọc Lan vậy đó. Dạ. Thì người... mới trói được chân bạn này thôi. Thôi trói không phải trói, nó giống như kìm lại thôi. Kìm thôi. Lèo lái được cái con thuyền gia đình. Bạn này cần một cái người phụ nữ đúng như rồi. Vậy. Tại vì nếu mà bạn này mà lèo lái con thuyền gia đình thì có thể là cái con thuyền đó nó sẽ đi, nó hơi bấp bênh một chút xíu. Thật ra anh thấy rằng là cái mối tương hỗ với hai bạn này nó không có. Nó không có. Thật ra là mỗi bên có một cái cá tính khác nhau mà nó không thể hỗ trợ đúng cho rồi. Nhau. Hai bạn là hai tính cách khác nhau hết á, hai cá thể khác hai nhau, cá thể khác nhau và không có bên nào hỗ trợ bên nào được hết trơn á. Bên kia thì quá hiền luôn, bên đây thì một cái cá tính cũng mạnh mẽ, cần một người giữ bản lĩnh hơn, gọi là cá tính hơn thì mới nắm được cái cương của bạn này. Yeah. Đơn giản là như vậy thôi. Thôi chúng ta đã phân tích đến điều đó rồi. Ừ. Tùy các bạn thôi nào. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn, để tay vào nút bấm, để tay bên tay trái kia kìa. Bấm hay không đó là quyền quyết định của hai bạn, sau những cái sự tư vấn của ông Mai bà mối
Và những cái lời mà các bạn trò chuyện với nhau, các bạn có thể nhắm mắt lại và cảm nhận lại về tất cả. Thích thì bấm thôi. Dạ em phải bấm rồi. Đúng rồi, đàn ông mà. Sau 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Dĩ nhiên không có chương trình nào mà chúng tôi bắt các bạn phải bấm cả. Dạ. Thật ra có chương trình chúng tôi khuyên các bạn không bấm. Và ngay chương trình này, chính cặp đôi này, chúng tôi cũng muốn các bạn không nên bấm. Dạ. Bởi các bạn không có hợp nhau. Dạ. Và khó có thể hòa hợp với nhau, cần một thời gian rất dài luôn. Và cần phải một cái người nào đó mai mối đi theo các bạn. Thật ra nếu mà hai bạn này mà gặp nhau thì cũng rất là ok luôn á. Hai bạn này nếu cần phải có thời gian. Đúng là có thời gian. Cần phải có thời gian và cần phải có những người chung quanh để tư vấn cho hai bạn nhiều hơn thì được. Nhưng mà ở trên đây chúng ta lại không có nhiều thời gian cho việc đó. Rất là chia sẻ với em về cái việc này, chị biết là em rất là mong muốn cho mình một cái cơ hội, một cái sự mạo hiểm giống như em nói vậy đó. Dạ. Để mà tìm hiểu một cái người bạn gái. Và chị hy vọng là cái điều đó nó sẽ xảy ra ở tương lai. Dạ. Biết đâu em bước xuống dưới đó ở ngoài kia rất là nhiều cô gái rất là thích em thì sao? Dạ. Thật ra cô gái này không thể bấm được đâu, bởi cô gái rất là dễ thương, cũng rất là hiền. Cái hiền, bạn rất hiền. Chỉ sợ một cái người quá cá tính như bạn này mình khó có cầm cương được lắm. Dạ. Thôi, hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, có thể là những người bạn với nhau để cùng chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Biết đâu điều gì xảy ra nha. Dạ. Chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình.